Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh Toàn Cảnh 24 giờ. Chúng tôi luôn cập nhật vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là phần tin chi tiết. Sáng ngày mùng 2 tháng 10, tại Hà Nội, khoa Địa chất, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức hội nghị khoa học "Thảm họa làng Nủ: Nguyên nhân và giải pháp phòng tránh" với sự tham dự của nhiều chuyên gia địa chất sau chuyến thực địa tại làng Nủ trở về. Tại hội thảo, các diễn giả khoa địa chất Trường Đại học Khoa học Tự nhiên báo cáo kết quả khảo sát và nhận định ban đầu về nguyên nhân thảm họa làng Nủ cùng một số khu vực trọng điểm tỉnh Lào Cai. Các phát hiện sớm và phòng tránh ẩn họa tương tự làng Nủ ở các khu vực miền núi Việt Nam. Theo nhận định của nhiều chuyên gia, nguyên nhân gây nên thảm họa ở làng Nủ là lũ bùn đá thường xảy ra trong những đợt mưa lớn kéo dài nhiều ngày tại các lưu vực suối ở vùng núi nơi có địa hình dốc, vỏ phong hóa, tầng đất dày. Theo phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Châu Lân, làng Nủ thuộc địa phận núi Con Voi, đá bị ép phiến mạnh, cắm dốc từ 40 đến 50 độ. Làng Nủ nằm trên đất gãy sông Hồng, làm cho đất đá khu vực này bị suy giảm cường độ nhiều. Đây là khu vực có nguy cơ cao xảy ra sạt trượt lớn. Theo ông Lân, ước tính khối lượng đất đá sạt trượt lên tới 1,6 triệu mét khối. Khối sạt trượt này xuất phát từ đỉnh núi Con Voi, cách làng Nủ khoảng 3,6 km và trong quá trình chảy xuống đã bị tắc nghẽn tại một khu vực hẹp, chỉ rộng khoảng 100 m, cách điểm phát sinh sạt lở khoảng 2 km. Vị trí này có thể tạo thành một đập dâng tạm thời rồi ụp xuống làng Nủ có địa hình bằng phẳng hơn. Ông Lân cũng cho biết, từ mô hình 3D kết hợp dữ liệu thực địa và ảnh vệ tinh để tính toán, nhóm nghiên cứu đã xác định dòng lũ chỉ mất khoảng 300 giây, tức khoảng 5 phút để từ đỉnh núi tràn xuống làng Nủ còn theo phó giáo sư tiến sĩ khoa học vũ cao minh các hộ dân sống ở khu vực dưới chân các đồi núi đặc biệt là các hộ cắt sẻ phần chân sườn các đồi núi khi phát hiện các vết nước trên đồi cỡ một vài mét là phải xem xét di rời và lưu ý vì mưa là yếu tố chủ yếu kích hoạt trượt lở nên các hệ thống quan trắc mưa hiện tại cần có mật độ cao hơn phát hiện sớm mưa lớn cực đoan Theo thông tin từ Công an tỉnh Hà Giang, đến 8 giờ ngày mùng 2 tháng 10, lực lượng chức năng tỉnh Hà Giang tìm thấy thi thể nạn nhân cuối cùng mất tích trong vụ sạt lở đất tại km 51, quốc lộ 2, thuộc địa bàn thôn Nậm Buông, xã Việt Vinh, huyện Bắc Quang. Danh tính nạn nhân được xác định là ông NVT, sinh năm 1960, trú tại thôn Tân Tiến, xã Tân Quang, huyện Bắc Quang. Thi thể ông T được tìm thấy tại khu vực ven quốc lộ 2, ngay cạnh chiếc xe máy của ông. Tính đến thời điểm này, 5 nạn nhân mất tích trong vụ sạt lở nghiêm trọng tại quốc lộ 2, km 51, thôn Nậm Buông, xã Việt Vinh, huyện Bắc Quang, được lực lượng cứu hộ cứu nạn công an tỉnh Hà Giang tìm thấy và bàn giao chính quyền địa phương, gia đình để chôn cất theo phong tục địa phương. Trong 3 ngày 29 tháng 9 đến mùng 1 tháng 10, cán bộ chiến sĩ công an tỉnh Hà Giang tìm thấy thi thể MTC, sinh năm 2014, ở xã Đồng Tâm, huyện Bắc Quang, chị TTH, sinh năm 1971, anh t sinh năm 1994 cùng trú tại thôn Tân Mỹ, xã Việt Vinh, huyện Bắc Quang và anh Phạm Anh T. sinh năm 1992 trú tại thôn Nậm Buông. Cùng với triển khai công tác cứu hộ tìm kiếm người dân mất tích, cán bộ chiến sĩ công an tỉnh Hà Giang tiếp tục hỗ trợ các hộ dân tại khu vực có nguy cơ sạt lở cao di rời đến nơi an toàn. Hiện các lực lượng đang tập trung máy móc, phương tiện khẩn trương khắc phục hậu quả vụ sạt lở, sớm thông tuyến quốc lộ 2 đoạn qua địa phận thôn Nậm Buông, xã Việt Vinh. Dự kiến trong ngày mùng 2 tháng 10, khu vực sạt lở này sẽ được dọn dẹp bùn đất hai bên đường tạm thời thông tuyến. Tối mùng 1 tháng 10, ông Nông Thế Mạnh, chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên cho biết, mưa lớn kéo dài nên các tuyến đường đi từ trung tâm huyện vào xã tạm thời bị chia cắt do đất sạt xuống, đặc biệt tại thôn làng Nủ, nước suối đổ về lớn, tuyến đường chính vào nhà văn hóa bị cô lập hiện lực lượng chức năng đã tổ chức di rời khẩn cấp người dân ra khỏi vùng nguy hiểm. Theo thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lào Cai, từ ngày 30 tháng 9 đến sáng 1 tháng 10, trên địa bàn mưa vừa và mưa to. Nhiều khu vực như huyện Bảo Yên, Bát Sát, thị xã Sapa tiếp tục xảy ra lũ quét trên các sông, suối, sạt lở đất ở một số tuyến đường gây ách tắc giao thông. Cụ thể, tại huyện Bảo Yên, sạt lở lớn đoạn km 79, quốc lộ 279, thuộc địa phận thôn Bản Bông Ba, xã Bảo Hà diễn ra phức tạp. Bùn đất từ trên sườn núi chảy xuống lòng đường ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc đi lại của người dân. Tại km 78, đất đá sạt lở với lượng lớn lấp lòng đường khiến giao thông qua đây bị chia cắt. Đơn vị bảo trì đường bộ đang đưa máy móc đến các điểm sạt lở để dọn đường và khắc phục hư hỏng. Tại huyện Bát Sát, tỉnh lộ 155 tuyến Sapa đi Bát Sát, đoạn qua xã Ngũ Chỉ Sơn, xảy ra nhiều điểm sạt ta luy gây tắc đường. Tại thị xã Sapa, khu vực tỉnh lộ 152, đoạn đường xuống xã Tả Van xuất hiện nhiều điểm sạt lở và khe nước gây nguy hiểm. Hiện nay, đoạn đường đã bị hư hỏng nặng, các phương tiện không thể lưu thông. Tối ngày 1 tháng 10, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, do nước lũ ở thượng nguồn đổ về, mực nước sông Hồng dâng cao, lưu tốc dòng chảy lớn nên lữ đoàn 249 tạm thời cắt cầu phao Phong Châu từ 18 giờ cùng ngày cho đến khi có thông báo mới. Ngoài ra, theo cảnh báo từ trang tin của Tổng cục Khí tượng Thủy văn Việt Nam, ngày mùng 2 tháng 10, tốc độ dòng chảy trên sông Thao tại Phú Thọ gia tăng, có thể ảnh hưởng đến cầu phao mới lắp. Trước đó, ngày 29 tháng 9, tại bến sông thuộc khu 5, xã Hương Nộn, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ, Lữ đoàn 249, binh chủng công binh, chủ trì Phối hợp với các lực lượng triển khai bắc nối thông cầu phao PMP 60T đảm bảo giao thông cho người dân hai bên bờ sông Hồng thuộc huyện Tam Nông và huyện Lâm Thao. Vị trí bắc cầu ở phía hạ lưu, cách địa điểm cầu Phong Châu bị sập nhịp ngày 9 tháng 9 khoảng 300m. Lữ đoàn 249 huy động trên 200 cán bộ, chiến sĩ và gần 90 phương tiện thực hiện nhiệm vụ. Trước đó, lữ đoàn phải ra cố trên 11.000m khối đá ở hai bến và đường lên xuống cầu, thực hiện các giải pháp kỹ thuật để đảm bảo an toàn khi vận hành cầu phao. Ngày 28 tháng 9, đơn vị tổ chức hạ thủy cano và các đốt cầu. Để bắt cầu, Lữ đoàn 249 sử dụng 26 đốt khơi, 2 đốt mố. Sau khi hoàn thành việc bắt cầu, đơn vị tổ chức thông xe kỹ thuật, kiểm tra, hiệu chỉnh kỹ thuật, hoàn tất các công đoạn. Từ 6 giờ ngày 30 tháng 9, cầu phao Phong Châu đi vào hoạt động. Thời gian người dân và các phương tiện qua cầu phao là từ 6 giờ đến 22 giờ hàng ngày. Trường hợp đặc biệt, binh chủng công binh sẽ có thông báo cụ thể. Theo Sở Giao thông Vận tải tỉnh Phú Thọ, người, xe thô sơ, xe mô tô, xe gắn máy, kể cả xe máy điện được phép đi qua cầu phao theo hai chiều, tốc độ tối đa 5 km/h. Các loại ô tô con và xe bán tải được phép đi qua cầu phao theo một chiều, thời gian mỗi chiều khi đi là 10 phút. Cự ly tối thiểu giữa hai xe là 30 mét. Tốc độ tối đa cho phép 10 km h giờ. Các phương tiện và người đi lại qua cầu phao phải tuân theo sự tổ chức, phân luồng của các lực lượng chức năng.